Rồi, chúng ta cùng bước qua vòng thứ hai được mang tên Crazy Challenge. Từng thành viên sẽ thi đấu nhau mặc một chiếc quần mà không được dùng tay. Hai tay của mọi người phải giơ lên cao và nắm giữ một quả bóng bàn. Phải vừa đi vừa mặc quần đến vạch đích. Sau khi đã mặc xong thì được phép bỏ quả bóng xuống rổ. Hoàn thành phần thi, thành viên đó phải chạy về vạch xuất phát và đưa lại cho thành viên tiếp theo chiếc quần để thi đấu. Đội nào có nhiều quả bóng trong rổ hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Yeah. Thời lượng của chúng ta là 5 phút. Chắc tôi về bên đội này luôn đi ha. Bây giờ mình sẽ là trọng tài của phần thi này cũng như là xuyên suốt cái tập hôm nay. Ok. Rồi mọi người lấy một quả bóng đi ạ. Ok. 5 phút chưa phép bắt đầu. Trọng tài. Anh là thấy hay. Chết rồi, tới đây nó hết. Ôi. Anh mặc hết quần lên anh ơi. Vậy là anh thành công chưa? Thành công chưa mọi người? Anh thành công chưa rồi? Chưa lên. Rồi, ok. Dạ được rồi ạ. Anh kiểu bên này kiểu hôm nay chị Minh mặc đồ rất là mát, hai cái quần luôn. Yeah, chị Minh hay quá. Chuyên gia mặc quần. Mình đâu có nhạc cho chị. Cái gì anh em? Chị Minh, phạt ra chị Minh. Đúng rồi, đây là lấy em bảo lấy cô đồng gối, đồng gối hất lên, lấy đồng gối hất lên. Đúng rồi, hất lên, hất lên. Hay quá. Mất nhạc rồi chị. Mất rồi. Hay quá. Đúng rồi. Quá. Thôi khó khăn cho chị Hana quá. Rồi em phụ cho. Em cảm ơn chị. Em mặc ngược rồi. Được. Làm gì tại vì bị bướng ngay rồi, nó mới năng thiếu trong cái trò chơi này thì sao á, bị bướng rồi, đội anh cũng năng thiếu rồi, bị bướng rồi không lên được nữa đâu. Bây giờ cho chị đặc quyền dùng tay một lần nữa, cho dùng miếng thôi. Rồi lên rồi lên 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 được miếng nào luôn. Giơ chân lên, đá chân lên cao, tao bị quần mà chạy. Ôi bên đây. Ủa em còn chưa cho thân ra khỏi cái ống mà. Chúng ta có thể thấy tỷ số hai bên đang bằng nhau rồi. Nhưng mà bên đây nhỉnh hơn chút xíu. Tự nhiên Kim ra có cái phong cách mà quần tay này cơ. Sợ em lại đấu với Vinh Đơ, em đồng đồng với em đồng Kira mà. Anh Mon cũng nói mà. Anh Mon cũng nói à? Đúng. Đúng lên em. Ôi, chà Mon có vẻ có kinh nghiệm à. Hay quá. Có vẻ có kinh nghiệm à, có vẻ có kinh nghiệm à. Đâu? Rồi. Hay quá. Ủa sao nhanh vậy luôn? Bên anh Mon đang thua nha, cố lên. Mặc ngược không? Được rồi. Cố lên anh ơi. Lên bóng này. Rồi ơi, anh lo mặc quần quá, anh quên cái bóng. Quần quài quá trời, quần quài quá. Ôi yeah, đúng rồi, quần quá nó dẫn. Em mở. Hay quá. Hay quá. Rồi. Rồi, mọi người phải mặc quần mà lên trên mông chút xíu nha. Rồi, tỷ số hai bên đang bằng nhau rồi đó nha. Cố lên nào. À, một cũng nữa, còn một cũng nữa. Trời ơi. Cố lên ơi. Cởi giày hết luôn đi. Một phút nữa nha. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, tôi thấy bên đây có lợi thế hơn rồi nè. Để thấp xuống nè. Đúng rồi. Hay quá. Lên. Lên. Hay quá. Hai đội đang hay quá. Làm sao sao? 10 9 8 bằng chân qua 7 6 thôi đi về đi 5 4 chưa hết quần về 3
2 ném ném vô luôn. Rồi. Hay quá. Thì bây giờ mình sẽ công bố lại sĩ số của hai đội nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đội của anh Winner được 9 trái. Không biết đội Winner này được nhiêu nha. 1, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bằng nhau. Rồi hai đội bằng nhau rồi, giờ mình tính sao? Vô sắp lá cà đi nào. Sắp lá cà đi thì giờ mời anh Mon lên động lực ha. Động lực tiếp theo. Ok. Em đọc nốt đi.